Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Cũng theo yêu cầu của nhiều anh chị em, Việt Nguyễn mới hỏi má cách nấu. Và hôm nay, mình sẽ nấu cái món hủ tiếu Nam Vang. Video được dịch nhiều ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ Khmer. Quê hương của má tại chợ Mi Mốt, tỉnh Kampong Chàm, một nơi mà món hủ tiếu Nam Vang được ra đời. Nếu cô chú, anh chị em mình thấy thích, thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Những nguyên liệu chính để nấu món hủ tiếu Nam Vang. Ở đây mình có 1 ký xương ống và 700g cái xương ba giá. Tổng cộng là mình có 1 ký 7 xương. Tiếp theo là 500g tôm và 300g thịt xay. Tiếp đến 800g thịt nạc vai. Mình dùng thịt nạc vai á, thịt nó mềm, nó ngon hơn. Tiếp đến nữa là 400g gan heo và một trái cợt 300g. Nếu anh chị em mình thích dùng tim heo á, thì mình mua cho thêm. Giờ mình sẽ sơ chế cái phần thịt cho nó không bị hôi. Mình sẽ cho 2 muỗng canh muối hột vào trong cái phần nước này. Tiếp theo 50ml rượu trắng. Nếu anh chị em mình ở nước ngoài không có rượu trắng á, thì mình cho rum Bacardi. Giờ mình sẽ khuấy lên để cái hỗn hợp muối á, nó được tan vào trong nước. Xương ống nó to quá đó, khi mình mua mình nhờ người bán ta chặt luôn cho nó tiện, chứ mình đem về mình chặt đó, nó cũng khó. Anh chị em mình cho hết xương và thịt gan vô trong cái phần nước thì mình ngâm đó. Mình ngâm khoảng 5 phút để cho cái phần máu trong xương và thịt đó, nó đẩy ra bên ngoài. Khi mình nấu lên đó, cái phần thịt này nó không có bị tanh. Mình lấy cái tay nè, mình chà chà để cho phần máu nó ra bớt nha. Còn cái trái cật á, thì anh chị em mình cần phải mổ nó ra làm đôi. Mình phải lấy hết cái phần gân trắng này ra. Nếu mà nó còn sót lại á, lát nữa mình nấu lên á, nó có một cái mùi hôi á, mình khó ăn được lắm. Mình nghiêng con dao á, mình lặn cho sạch hết cái phần gân trắng này. Mình đừng có để nó sót lại. Má Việt Nguyễn lớn lên ở chợ Mi Mốt, tỉnh Kampong Chàm. Thì hồi còn nhỏ đó, má và bà ngoại bán cái gánh hủ tiếu Nam Vang này nè, tại chợ Mi Mốt. Má nói nhà ông bà ngoại á, thì sát chợ Mi Mốt, đối diện bên kia đường là một cái nhà máy trà lúa mà mấy chục năm rồi. Không biết có còn cô chú anh chị em nào còn nhớ hay không? Cái trái cật mình lạng hết cái phần trắng xong á, anh chị em mình cho một ít muối vô. Xong mình sẽ chà cái phần ở bên trong để khi mình có nấu lên á, nó cũng sẽ không còn hôi nữa. Mình chà muối xong á, mình cho vô cái thau nước luôn. Giờ anh chị em mình sẽ đi rửa lại cái phần thịt và xương này nè. Mình sẽ rửa lại 1-2 lần nước nữa để cái phần thịt và xương á, nó không còn cái máu tanh nữa. Xương thịt mình rửa sạch xong rồi, mình cho vô một cái rổ để cho nó ráo hết nước. Và bây giờ mình sẽ cho nước vô trực tiếp, mình sẽ nấu luôn. Theo ra là xương và thịt á, thì mình cần phải chần qua nước sôi. Nhưng mà do Việt Nguyễn rửa qua muối và rượu trắng rồi đó, nên hôm nay mình nấu luôn trực tiếp luôn, để xem lát nữa cái nước lèo nó có trong hay không. Hôm nay mình cũng muốn thử cách này luôn. Cô chú cùng anh chị em mình kiểm tra với Việt Nguyễn luôn nha. Nếu mà nó không trong á, thì mai mốt mình chần qua nước sôi. Còn nếu mà nó trong á, thì mình cũng có thể nấu theo cách này. Giờ mình mở lửa lớn, mình nấu luôn. Trứng cút á, thì mình luộc rồi mình lột vỏ luôn, để không có làm mất thời gian của cô chú, anh chị em mình xem video. Tiếp theo, mình dùng 300g củ cải muối và 40g tôm khô. Tôm khô này mình rửa sạch đi rồi mình cho vô nồi. Hành tây 50g, gừng 50g, hành tím 40g, khô mực 40g. Khô mực, hành tím, hành tây, gừng thì mình sẽ đi nướng. Củ cải muối á, thì mình phải ngâm ở trong nước trước để nó giảm độ mặn. Anh chị mình cho nước vô, sau mình cho củ cải vô mình ngâm. Rồi mình sẽ vắt cái củ cải này cho nó hết cái độ mặn á, rồi mình mới cắt ra mình cho vô nồi nước lèo. Hành tây, gừng, hành tím,
mình phải nướng lên nha, mình nướng lên cái nước lèo nó mới trong, và khi sau cái gừng mình nướng lên rồi á, mình cho vô nước lèo nó cũng thơm nữa. Nếu mình không nướng lên á, nó sẽ không thơm. Hành tím lúc nào nó cũng vàng trước á, mình sẽ lấy ra. Tiếp đến là hành tây. Cái gừng á, nó sẽ lâu vàng hơn. Giờ mình cho mực vô mình nướng nè. Lát mực vàng rồi, mình lấy luôn cái gừng ra luôn. Gừng sau khi anh chị em mình nướng rồi á, mình đập dập ra. Đập ra như vậy nè, mình cho vô nước lèo nó mới thơm nha. Hành tím, hành tây, khô mực mình cho vô luôn. Tiếp đến củ cải nè, mình cũng cho vô luôn. Tôm khô với gừng á, được Nguyễn cho vô trước. Mà bấm máy nó không ăn nè, nó mất tiêu luôn rồi. Thịt xay á, giờ mình sẽ xào. Anh chị em mình cho vô đây nửa muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê đường, một tí xíu tiêu. Giờ mình sẽ trộn lên cho nó đều gia vị, xong mình sẽ đi xào cái phần thịt này. Hủ tiếu Nam Giang á, anh chị em mình cần phải có cái thịt băm này nè thì nó mới ngon nha. Mình cho vô 2 muỗng canh dầu ăn hoặc là mỡ heo cũng đều được nha. Thêm một ít hành và một ít tỏi băm. Mình sẽ phi cái hành và tỏi này cho nó vàng, rồi mình sẽ cho thịt vô. Hành tỏi đây nó vàng rồi, mình cho thịt băm vô. Mình cho vô thêm nửa muỗng canh nước mắm. Khi mình cho nước mắm vô á, cái thịt mình xào á, nó sẽ rất là thơm. Giờ mình sẽ xào khoảng 7 phút á, thì cái phần thịt băm này nó sẽ chín. Thịt băm ở đây nó cũng chín rồi. Giờ mình nêm nếm lại mình xem nó vừa ăn chưa. Nếu nó vừa rồi á, thì mình tắt bếp luôn. Thì Nguyễn thấy nó cũng vừa ăn rồi. Giờ mình tắt bếp, mình cho ra một cái tô riêng ha. Khi nào mình múc hủ tiếu á, thì mình cho vô 1 muỗng. Cái nồi nước lèo nó cũng sôi rồi, mà nó cũng không có bọt gì nhiều lắm. Nước nó cũng trong. Khi cái nồi nước lèo nó sôi rồi, mình sẽ cho trước cho đây 30 gram muối. Anh chị mình dùng cái muối hạt nè. Mình múc khoảng 2 muỗng canh là tương đương khoảng 30 gram. Mình sẽ cho vô thêm 1 muỗng canh bột ngọt tương đương 15 gram. 50 gram đường phèn. Anh chị mình cho một ít gia vị vô trước á, để cái phần thịt của mình khi luộc á, nó cũng đậm đà, nó không có bị lạc cái phần thịt. Mình dùng nó cũng sẽ ngon hơn. Giờ mình sẽ tiếp tục nấu cho cái phần thịt và cật gan nó chín rồi mình sẽ vớt ra trước. Thịt heo khi anh chị em mình nấu á, mình thấy nó nổi lên như vậy là thịt đã chín rồi. Mà cái thịt vai á, nó cũng mềm nữa. Nó nổi lên như vậy là thịt nó mềm và nó cũng chín luôn. Mình vớt ra xong á, mình cho vô một cái tô nước. Mình làm bằng cách này nè, cái thịt của mình nó không có bị đen. Gan, cật thì nó cũng chín hết rồi. Giờ mình vớt ra hết luôn. Nhất là cái gan heo á, mà mình không ngâm trong nước như vậy nè, lát nữa cái phần gan á, nó bị đen, nhìn nó xấu lắm. Vớt thịt ra rồi mình cho cái phần tôm vô mình luộc. Cái tôm này mình luộc ở trong nước lèo á, nước lèo nó ngọt lắm. Mình cho vô khoảng 5 phút rồi, mình chờ cái tôm nó nổi lên á, là tôm nó chín luôn. Tôm ở đây mình luộc được 5 phút rồi nè, tôm nó cũng chín rồi, nó nổi lên hết trên bề mặt nè, mình vớt rất là dễ dàng. Anh chị mình cũng cho vô cái tô nước mình ngâm luôn. Tôm mình luộc xong á, mình cho vô nước mình ngâm một chút á, mình lột nó cũng dễ lắm, nó không có bị sát. Giờ tiếp tục mình sẽ hầm cái xương này khoảng thêm 2 tiếng nữa. Nếu mà anh chị mình kinh doanh á, thì mình có thể hầm cái xương này khoảng 5 tiếng. Hoặc là mình hầm 2 tiếng á, và mình thấy cái xương nào nó có thịt nhiều á, thì mình vớt ra, mình cũng có thể bán được cái xương đó. Còn nếu những cái xương không á, thì mình cứ để đó mình hầm 5 tiếng luôn. Nước lèo ở đây, được Nguyễn hầm được 2 tiếng rồi.
Bây giờ mình sẽ vớt cái phần xương ra. Thì cái phần xương ống á, nó cũng nhiều thịt nữa. Mà cái xương bánh chè nè, nó cũng có thịt nữa. Thôi Việt Nguyễn vớt ra nha. Nếu anh chị em mình kinh doanh á, thì mình cứ để cái xương bánh chè lại. Mình chỉ vớt xương với hành tây thôi. Còn tôm khô với khô mực nữa, với củ cải á, mình cứ để lại trong nồi. Hôm nay mình sẽ nấu 8 lít nước. Giờ Việt Nguyễn châm vô cho nó đủ 8 lít. Cái nồi này là 12 lít nước, mình nấu 8 lít nước. Lát nữa mình cho thêm cái thùng nước đựng vô nữa là nó vừa. Giờ Việt Nguyễn cho vô thêm 2 muỗng canh muối hột, tương đương khoảng 30 gram. Tổng cộng là mình cho vô đây 60 gram muối nha. Tiếp theo, một muỗng canh bột ngọt, tương đương khoảng 15 gram. Là mình cho tổng cộng 30 gram bột ngọt. 2 muỗng canh hạt nêm Aji ngon, tương đương khoảng 30 gram. Thêm 100 gram đường. Tổng cộng mình cho vô nồi nước lèo là 150 gram đường. Do Việt Nguyễn cũng hết đường phèn rồi, nên cho vô luôn đường cát. Sau cùng, mình sẽ cho 30 ml nước mắm ngon. Nước mắm mình cho vô sau cùng á, cái nồi nước lèo nó dậy mùi lên, rất là thơm. Nếu cô chú anh chị em mình không dùng bột ngọt á, thì mình khỏi cho vô. Và cái lượng gia vị này mình có thể gia giảm tùy theo khẩu vị gia đình mình. Khi mình cho gia vị xong á, nó hay có bọt lại lắm. Giờ anh chị em mình vớt hết cái phần bọt ra nè, để cái nước lèo nó trong. Nước lèo ở đây mình vớt bọt xong nè, nó trong khe luôn, rất là đẹp luôn. Nước lèo hủ tiếu Nam Vang trong khe luôn, óng ánh, nhìn đẹp ghê chưa? Quá trời thơm luôn nha, rất là thơm luôn, thơm lừng, quá chừng đói bụng luôn rồi. Giờ mình sẽ lấy hủ tiếu mình trụng trong cái thùng nước trụng á. Anh chị mình sử dụng khoảng 100 g hủ tiếu khô thôi. Đừng có dùng nhiều quá. Nhiều quá cái tô hủ tiếu ấy, nó ngán, ăn không có ngon. Mình cho vô khoảng 30 giây á, cho giá vô. Khi giá nó chín rồi á, mình vớt ra. Nước sôi nó còn đọng trong cái trụng á. Anh chị mình lấy cái tô nè, mình hứng tới phần nước sôi. Để mình tráng cái tô, mình cho hủ tiếu vô. Bằng cái cách này á, khi mình bưng ra cho thực khách á, cái tô hủ tiếu nó rất là nóng luôn. Trụng hủ tiếu xong á, mình múc nửa muỗng canh nước mỡ heo á, mình chan vô trong cái hủ tiếu này. Anh cho mình lấy đôi đũa là mình xới lên. Mình làm cái cách này á, nó không có bị vón cục lại. Giờ mình sẽ xếp thịt lên, mình xếp 2 lát thịt thôi. Tiếp đến là 2 lát gan. Mỗi loại mình cho 2 lát thôi, nhiều quá ăn ngán. Tiếp đến 2 lát cật heo, rồi thêm 2 con tôm. Tô hủ tiếu này quá trời chất lượng luôn, quá trời thịt luôn. Cho thêm 2 ký trứng cút, 1 muỗng canh thịt bằm, mình cho khoảng 1 muỗng thôi. Giờ mình chan nước lèo vô nữa là xong. Nhìn hấp dẫn ghê chưa? Khi anh chị em mình múc nước lèo á, mình đừng có múc xuống liền, mình phải lấy cái giá nè, mình đẩy qua đẩy về. Để cái nước béo bên trên á, mình múc mình chia đều ra. Mình múc cho khéo á, để cái tô sau cùng á, nước béo nó vẫn còn. Hủ tiếu á, anh chị em mình phải múc nước nhiều một chút. Mình đừng có múc ít quá hủ tiếu nó nở ra, lát cái tô hủ tiếu của mình nó không có ngon. Rau nêm cho cái món hủ tiếu Nam Giang, anh chị mình dùng hành với hẹ, hẹ mình cắt khúc ngắn ngắn thôi, cho lên trên cái bề mặt tô. Hoặc là mình cũng có thể cho hành với hẹ trước rồi mình chan nước sau. Hủ tiếu Nam Giang là phải có tỏi phi và tép mỡ, mình cho một ít lên trên. Rắc thêm một ít tiêu cho nó thơm. Thêm 1-2 cọng cần tàu lên trên cái bề mặt tô hủ tiếu. Và tô hủ tiếu Nam Giang Việt Nguyễn chia sẻ cũng đã hoàn thành rồi. Hủ tiếu Nam Giang mình ăn kèm với giá
xà lách và tần ô, thêm một ít cần tàu. Bây giờ, Việt Nguyễn mời cô chú cùng anh cha mình dùng cái món hủ tiếu Nam Giang với Việt Nguyễn ngay. Để lấy cái muỗng múc nước trước xem nó có vừa ăn không. Rất là vừa ăn mà cũng rất là thơm luôn. Mình thích nhất là khi ăn hủ tiếu Nam Giang á mà nó có cái tép mỡ ấy nè, ăn béo béo giòn giòn ngon lắm. Mình hay dùng cái loại hủ tiếu Sa Đéc á để cho cái món hủ tiếu Nam Giang, mà không biết cô chú anh chị mình dùng cái loại hủ tiếu nào. Cô chú anh chị mình dùng cái loại hủ tiếu nào cho Việt Nguyễn biết với nha, bằng cách là bình luận ở bên dưới. Quay video xong làm hết tô này, có khi múc tô nữa. Ngay lúc này thì hơi bị ngại. Ta để ăn thêm con tôm nữa. Và video của Việt Nguyễn chia sẻ cách nấu hủ tiếu Nam Giang đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.